Equity Premier, khởi tình phồn vinh. Chỉ còn một tháng nữa, năm 2020 sẽ chính thức khép lại. Chính vì thế, tốc độ thi công trên công trường đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết, thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư đưa Eco City Premier, khu đô thị đẳng cấp và đáng sống bậc nhất thành phố Buôn Ma Thuột, sớm hoàn thiện. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2020, dự án Eco City Premier đã hoàn thành xong hạ tầng giai đoạn 1 và hạ tầng giai đoạn 2 đang được gấp rút triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 1 năm 2021. Nhà mẫu dự án đang nhanh chóng được hoàn thiện để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tinh tế nhất về các sản phẩm của khu đô thị Eco City Premier. Hiện tại kết cấu thép đã xong và công trình đã xây dựng được 80% so với kế hoạch. Nhà phố thương mại tại mặt đường Nguyễn Chí Thanh cũng đang được khởi công xây dựng và hoàn thành 30% so với kế hoạch. Đây là quảng trường Premier Square, nơi thường xuyên tổ chức những lễ hội văn hóa ẩm thực hoành tráng, thu hút đông đảo du khách và cư dân thành phố đến tham dự. Cũng tại nơi đây, trong tương lai một công trình mang tính biểu tượng chắc chắn sẽ là một điểm phải check-in khi đến thành phố xinh đẹp này với tên gọi Song Tượng Thịnh Vượng, dự kiến chính thức khởi công vào tháng 1 năm 2021. Sở hữu vị trí vàng đắc địa chính là ưu thế vượt trội và đắt giá nhất của khu đô thị Eco City Premier so với các dự án khác. Nằm ở cửa ngõ phía đông bắc của thành phố Buôn Ma Thuột, Eco City Premier có vị trí liên kết vùng hoàn hảo khi tiếp giáp với hai tuyến giao thông huyết mạch Nguyễn Chí Thanh và Hà Huy Tập. Từ đây, cư dân có thể di chuyển đến các tỉnh thành phố lân cận một cách dễ dàng. Cách sân bay Buôn Ma Thuột 12 km theo hướng quốc lộ 27, từ Eco City Premier, cư dân chỉ mất 15 phút đi xe. Đây được đánh giá là một lợi thế rất lớn, đặc biệt tương lai khi sân bay Buôn Ma Thuột trở thành sân bay quốc tế, lượng du khách đến tham quan đông hơn, từ đó tiềm năng bất động sản tại khu vực này tăng lên rất nhiều. Về giáo dục, dự án rất gần các hệ thống trường học chất lượng như Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Liên cấp Quốc tế Quốc Việt, Đại học Buôn Ma Thuột, Đại học Tây Nguyên. Đây là một điểm cộng rất lớn cho dự án bởi sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian để đưa đón con em đi học. Ngoài việc tận hưởng các dịch vụ hệ thống tiện ích 5 sao thời thượng ngay trong khu đô thị, cư dân Eco City Premier chỉ mất 5 phút di chuyển đến các địa điểm sinh hoạt cộng đồng của thành phố, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao như Lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột, Công viên nước Đắk Lắk, Công viên Phù Đồng, Công viên A Ma Thuột hay sân vận động thành phố. Từ Eco City Premier, cư dân chỉ mất 10 phút để di chuyển đến các bệnh viện lớn của thành phố như Bệnh viện Thiện Hạnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, Bệnh viện Buôn Ma Thuột. Vì vậy, nơi đây hoàn toàn là một địa điểm lý tưởng để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sinh sống tại khu đô thị. Là một thành phố với nhiều tiềm năng du lịch, Buôn Ma Thuột luôn là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Nằm ở vị trí trung tâm, do đó việc di chuyển từ khu đô thị Eco City Premier đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố vô cùng nhanh chóng. Cách dự án Eco City Premier chỉ 6 km là bảo tàng cà phê Buôn Ma Thuột, điểm đến không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào trong thời gian gần đây. Công trình này nằm trong khuôn viên dự án thành phố cà phê rộng hơn 45 ha tại đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là một tổ hợp bao gồm các không gian trưng bày bảo tàng, không gian triển lãm, không gian thư viện ánh sáng, không gian thưởng lãm cà phê, không gian hội thảo. Theo hướng Tây Bắc, cách 52 km từ dự án là khu du lịch Buôn Đôn. Buôn Đôn ngoài cưỡi voi còn có các khu mộ Khun Du Nốp, vườn quốc gia York Đôn với hệ thực vật vô cùng phong phú và quý hiếm. Bạn còn có thể được hòa mình vào đời sống nhân dân nơi đây và thưởng thức một đêm lễ hội, uống rượu cần và trải nghiệm lối sống sinh hoạt văn hóa dân.